Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một cuộc hành trình mà chúng tôi đi giao xe. Khách hàng của chúng tôi ngày hôm nay là một khách hàng mua chiếc xe Mazda 6 và ở tận Sơn La ạ. Hôm nay thì chúng tôi phải dậy sớm từ 5 giờ sáng để tôi xuất phát, để kịp khoảng độ 8 giờ chia sáng thì tôi có mặt ở Sơn La để giao cho khách hàng tại Mộc Châu ạ. Tại vì khách hàng trong cái lúc Covid như thế này thì khách hàng không thể xuống Hà Nội được để nhận xe. Tại vì tình trạng Covid thì tôi cũng sẵn sàng phục vụ tại nơi. Khách hàng cũng đã đặt cọc cho tôi một ít tiền để tôi bắt đầu lên đường. Lúc này thì tôi cũng bắt đầu đi lên trên con đường sắp đến Hòa Bình rồi đấy ạ. Đấy, bắt đầu tôi phải dậy từ 5 giờ sáng và bây giờ đang trên đường đi. Thời tiết thì hôm nay cũng bắt đầu mưa, vừa với đi được một đoạn từ Láng Hòa Lạc thì trời cũng đã bắt đầu đổ mưa, nhưng mà có vẻ dần dần càng đi lên trên Hòa Bình Sơn La trên cái mạn này thì trời có vẻ dần dần sáng hơn và cũng đỡ mưa rồi. Quý vị và các bạn theo dõi video nhé. Và quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua ô tô mà muốn ngại không muốn xuống Hà Nội thì chúng tôi sẵn sàng ship nhé. Đây là chúng tôi đã bắt đầu đến điểm Tân Lạc, trên chỗ đèo trên Tân Lạc đấy ạ. Chúng tôi dừng chân nghỉ lại, dừng chân để ăn sáng. Đấy, chúng tôi đang nghỉ chân lại trên đèo trên chỗ Tân Lạc để bắt đầu nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục hành trình thẳng Mộc Châu thẳng tiến ạ. Đấy, điểm ở trên này rất là đẹp, chúng tôi nghỉ ngơi ăn sáng và tôi cũng đã chụp lại được vài kiểu ảnh để cho quý vị và các bạn cùng xem. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục Sơn La Mộc Châu thẳng tiến ạ. Chúng tôi bắt đầu đang lại vẫn tiếp tục trên con đường quốc lộ 6 quý vị và các bạn nhé. Quốc lộ 6 này thì đi nếu như trời thời tiết nắng ráo thì rất là đẹp đấy ạ. Đồi núi rồi là sương mù rất là đẹp. Đấy, chúng tôi đang trên con đường quốc lộ 6 đây quý vị và các bạn nhé. Thời tiết thì có vẻ lúc này thì cũng đang rất là đẹp đấy quý vị và các bạn ạ. Trên đèo thì cũng có sương mù, đi rất là đẹp. Cảnh quan ở trên đây thì rất là thích, nếu như quý vị và các bạn nào mà có thời gian thì đi lên đây chơi thì cũng rất là tuyệt vời. Chúng tôi thì một công đôi việc, vừa đi công việc, vừa được đi chơi, vừa được trải nghiệm trên những cung đường miền núi phía Bắc của nước ta cũng rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, chúng tôi cũng thỉnh thoảng lại dừng chân lại để nghỉ ngơi và xem lại những cái cảnh quan thật là đẹp. Ở Hà Nội thì không thể xem được những cái cảnh đẹp như thế này ạ. Quý vị và nào mà đang có nhu cầu mua ô tô thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn ấy là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể ship tận nơi nếu như quý vị và các bạn mà không có điều kiện xuống Hà Nội để xem nhé. Bán kính khoảng 100-200 cây số thì chúng tôi sẵn sàng đi luôn. Còn nếu ở xa như thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi lại hay gửi xe lồng. Đấy, quãng đường rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã bắt đầu đến địa phận của Sơn La rồi đấy ạ. Mùa đào, mùa mận bây giờ đang bắt đầu rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chúng tôi dừng chân lại chuẩn bị đến điểm giao rồi, cho nên là chúng tôi dừng chân lại rửa sạch sẽ xe để chờ chủ xe đến để giao xe. Đấy, mùa đào rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Mùa đào, mùa mận, mùa xoài trên này thì rất là nhiều nhá. Đấy, chúng tôi đang dừng lại ở cái địa phận Sơn La đây và bắt đầu rửa xe để chờ khách hàng đến rồi giao. Chúng tôi hẹn khách hàng gặp nhau ở cái địa phận mà qua Hòa Bình sang đến Sơn La đấy ạ. Chúng tôi vì khách hàng không thể xuống được tận Hà Nội nhưng mà chúng tôi thì cũng không lên được tận Sơn La, tại vì là tôi không quen đường cho nên là không thể chạy một lúc 300 cây số được, cho nên tôi chỉ chạy được khoảng độ 150-200 cây thì cũng đỡ được phần nào cho khách hàng đấy ạ. Đấy, chúng tôi chạy lên đến gần đến Mộc Châu quý vị và các bạn ạ. Đang rửa ráy sạch sẽ đẹp đẽ cái xe lại đây. Rồi bắt đầu chúng tôi đã vào một chỗ để điểm hẹn gặp khách hàng ở đây đấy ạ. Đấy, tôi đang chờ khách hàng đến. Xe thì cũng đã rửa ráy sạch sẽ đẹp đẽ rồi, chỉ có chờ khách hàng đến để nhận xe thôi. Và vừa rồi thì khách hàng cũng đã đến để nhận xe, nhưng trong lúc tôi làm việc với khách hàng và tôi giao xe nhận tiền thì tôi không thể quay lại được cái cảnh giao xe và nhận tiền. Nhưng khách hàng đã tặng lại quà cho anh em chúng tôi bằng những trái cây ở trên Mộc Châu Sơn La này rất là ngon, đó là xoài Yên Châu và
mận miếc các thứ ở trên này thì rất là nhiều. Đây là tiền, chúng tôi đã nhận lại, chúng tôi đã nhận tiền và giao xe cho khách hàng rồi. Anh em chúng tôi cũng nghỉ ngơi, ăn uống qua loa một chút. Ăn uống thì lúc cái thời điểm này cũng là dịch bệnh cho nên là không ăn uống đàng hoàng đâu quý vị các bạn ạ. Chỉ có mua đồ ăn không ra xe ngồi ăn. Sau đó chúng tôi đi mua một số hoa quả, ví như xoài, mận ở trên này. Xong chúng tôi lại hành trình để về Hà Nội đây rồi ạ. Trên đường về Hà Nội thì quý vị và các bạn ạ, lúc này đúng là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa nhưng mà sương mù lắm quý vị các bạn nhé. Nếu như ai mà đi không quen đường thì cực kỳ là nguy hiểm ạ. Tại vì là nhìn thật tinh mới thấy được những chiếc xe ở đằng trước ạ. Đấy. Phải nói là quãng đường ở trên này thì đẹp thì có đẹp thật nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Đã sương mù thì là cái đường nó rất là trơn cho nên là nếu như đi không cẩn thận thì rất dễ tai nạn. Và những cái cung đường ở trên này thì tôi lại dừng chân để nghỉ ngơi vì nó rất là đẹp. Qua cái đoạn đèo cao sương mù rồi thì xuống cái đoạn chân núi ở dưới này thì rất là đẹp đây. Anh em chúng tôi đang trên đường về, có ít hoa quả để đem về Hà Nội đây ạ. Giao dịch đã thành công rồi, xin chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.